Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn ngâm đào để làm trà đào. Trước tiên thì chúng ta sẽ chọn đào. Thì thường thì tầm tháng 5 là sẽ có đào vàng. Thì chúng ta đừng chờ đến lúc mà giữa mùa đào hoặc là cuối. Tại vì đào thì rất là nhanh chín. Và chúng ta chọn quả đào thì chọn quả cứng này, rắn. Và nếu mà chọn được quả vừa cứng vừa rắn mà nó vàng như này nữa thì là đẹp. Còn không thì chúng ta có thể chọn được quả mà hơi xanh xanh ưa ưa như vậy không sao. Nhưng nghĩ làm sao đừng vữa mà phải rất là rắn. Chúng ta đừng chờ đến cuối mùa mới mua đào để ngâm. Lúc đó thì rất là khó ngâm. Sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người. Trước khi gọt đào, chúng ta sẽ làm một bước là đun nước đường trước. Đây mình sẽ làm màu. Cho thêm một chút xíu nữa. Mọi người chú ý là bước này rất quan trọng nhé. Các bạn hạn chế đào đường để tránh bị đường bị lại. Và cũng phải canh để cho đường không bị cháy. Chúng mình chỉ làm một chút màu lên thôi. Để khi ngâm đào sẽ có màu đẹp. Đây đường chúng ta chỉ cần màu hơi vào một chút là chúng ta đắp bếp này. Mình sẽ để nguội đường một chút. Thì mình cho nước vào sẽ đỡ bắn hơn. Khi đường đã nguội bớt thì chúng ta cho nước vào. Đun để khi đường tan ra. Khi nước sôi trở lại thì chúng ta sẽ bật nhỏ lửa này. Đun thêm 5 phút nữa để cho nước đường nó sệt lại. Mọi người lưu ý là cái màu nước đường chỉ nhạt là một cái dáng nó sẽ đẹp. Ở đây mình có chuẩn bị 1,5 cân đào, 1 chậu nước sạch để ngâm đào và 2 quả chanh. Nếu chanh to thì chúng ta chỉ cần 1 quả thôi, nhưng vì hôm nay là có chanh nhỏ nên mình chuẩn bị 2 quả. Mình đắp chanh ở đây, mình thả luôn cả vào bọc được. Làm vậy để đào lúc mà mình bổ đào thì nó sẽ không bị thâm. Khi chúng ta ngâm 1,7 là 1,5 cân thì miếng đào của chúng ta vẫn đảm bảo là được giòn và nó không bị nhũn. Nếu mà mình mà làm quá nhiều, ví dụ 5 cân, 10 cân mà mình ngâm quá lâu trong cái chậu nước như vậy thì nó sẽ rất là nhanh nhũn miếng đào, mà miếng đào nó sẽ không ngon. Khi cắt đào để ngâm thì chúng ta nên chọn một con dao mỏng lưỡi và có đầu nhọn một chút. Không nên chọn cái con dao nhỏ như này, rất là khó tách vì là cái bảng của nó rất là nhỏ. Thì lúc mà mình tách ý, nó sẽ rất là dễ bị nát. Nhấc con dao ra. Các bạn ôm quả đào này, ôm chặt quả đào tay nhé. Một tay giữ thật chặt, tách nhẹ thôi. Xong lại quay quả đào. Vì đào rất là giòn, nó bám hột. Nên là mọi người phải lưu ý hết sức được cái bước này. Nếu không miếng đào chúng ta rất là dễ nát. Đây, chúng ta ngâm vào đây. Vì sao mình không gọt vỏ trước? Nếu mà mình gọt vỏ trước mà mình tách như này lúc là rất là dễ nát, nhanh nát lắm. Sau khi chúng ta đã tách đào xong thì bây giờ chúng ta sẽ gọt vỏ đào. Chúng ta gọt vỏ mỏng vỏ. Ta có thể lấy cả con dao nạ gọt được. Sau khi đã tách đào xong, bây giờ chúng ta sẽ đổ qua đào và chúng ta chuẩn bị một chậu nước thật nhiều đá. Bây nước đã sôi rồi thì bạn nhỏ đường này. Chỉ cho khoảng 1/3 vào trước. Mình không nên đun quá lâu và cũng không đun quá nhiều một lúc. Mình chỉ đun tầm 2 phút để mình vớt đào ra. Sau khi đã luộc được 2 phút thì chúng ta vớt đào sang chậu nước đá ngay. Và lưu ý là mình sẽ không bao giờ mình luộc đào để cho đào trong cả. Mình chỉ trần qua đường chúng ta đã nguội và mình đã vớt đào ra đây rồi. Bây giờ mình sẽ ngâm đào vào trong nước đường.
muốn đào bảo quản lâu ấy, thì mình có dùng các phương pháp này, đó là mình ngâm đào ở nước đường này trong vòng 12 tiếng hoặc qua đêm để đào của chúng ta được bảo quản lâu, vừa giòn vừa không bị nổ ván. Thì mình có ngâm qua một lần nước như thế này và sau đó 12 tiếng sau hoặc qua đêm mình sẽ chắc nước này ra, đun sôi lại chờ nguội mình lại đổ tiếp vào đào. Sau khi đun nước đường được 2 lần thì lúc đó mình mới cho đào ngâm vào trong lọ và để vào trong tủ lạnh. Để đào ngâm đường ngập trong nước đường thì mình có sử dụng một chiếc đĩa để chè lên này và mình sử dụng bát nước nặng. Như vậy đào chúng ta sẽ được ngập trong nước đường và chúng ta ngâm từ 12 tiếng hoặc qua đêm. Đào mình đã ngâm được 12 tiếng rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra. Mình đã chuẩn bị lên chiếc lọ. Lọ này các bạn chú ý rửa sạch này, tráng nước sôi. Mọi người nhìn màu đẹp quá. Mình sẽ vớt đào ra đây. Mình đã vớt hết số đào ra chiếc lọ này và bây giờ nước thì mình sẽ đun lại một lần nữa nhé. Khi nước đã sôi trở lại thì chúng ta tắt bếp luôn nhé. Và giờ chúng ta sẽ để nguội, phải để chờ thật nguội thì mình mới đổ nước đào vào trong lọ đào này. Nước ngâm đào của chúng ta đã nguội rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chắt nước vào trong chiếc lọ và để cho nước đào thật trong thì chúng ta sẽ lọc qua nước nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đậy kín này. Và chúng ta đã hoàn thành xong lọ đào ngâm rồi thì chúng ta sẽ bảo quản ngay trong tủ lạnh để miếng đào chúng ta sẽ được giòn và bảo quản được lâu hơn.